Rồi, xin chào các bác. Hôm nay em sẽ thử bung cái con đồng hồ 8008 này ra xem cái chất lượng mạch bên trong nó như thế nào. Rồi, xem nào. Con này vẫn đang chạy tốt nha. Đó. Rồi, thử bung nó ra xem thế nào. Mình có vẻ hơi tối cho black lên. Rồi. Tháo pin ra đã. Rồi. Tháo pin ra chắc ăn. Có bốn cái ốc, tháo bốn cái ốc ra. Khá chắc các bạn. Con này mới mua được hôm qua thôi, mới mua hôm qua thôi, ship mãi từ 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 nước ngoài về rất là lâu, gần một tháng mới lấy được, sợ thật. May mà nó về, nó gửi cho về bằng hàng là hàng ngon, chứ lại nhầm hàng hoặc là hàng đẻo thì mệt. Con này giá có hơn 300 nghìn thôi, chứ đến cũng chẳng cần bảo hành nữa đâu. Rồi, tháo được bốn con ốc ra rồi. Rồi thì mình sẽ đẩy từ dưới lên. Đó. Đẩy cục pin này lên, đẩy cái từ dưới lên là được. Rồi. Con này sang bên. Đây. Mạch đây các bác. Con CPU là cái dạng các bác hay gọi là cái cứt gà. IC cứt gà này, thấy các bác bảo là cái IC này nó đem lại cho cái khả năng chính xác lớn hơn cả cái IC hiện nay, thì cũng chả biết được. Thì cái này nó mà hỏng cái này thì cũng khỏi sửa luôn. Các linh kiện này, đây có con tụ này. Con tụ 100 116 V. Thế có hai cầu chì này, hai cầu chì, linh kiện đều linh kiện dán cả, khá ngon. Tụ khởi hành đây con PC gì các bác đọc được đây đó. Như cái mạch này thì thấy khá là ngon, nó không lởm như cái mạch mà mình mua một con ở chợ rời, mạch nó lởm vãi cả ra. Thử xem cái khu tiếp xúc này nó ngon không, thì cái mấy cái mạch mấy cái đồng hồ kiểu kiểu này hay bị hư ở cái phần tiếp xúc ấy. Mình thử tháo ra xem nó thế nào. Nhìn thế này thì cũng cũng thấy có thể thấy được là mạch nó cũng khá ngon rồi. Trong này có mấy con ốc nữa, mấy ốc màu đen này, tháo hết ra là chắc là tháo ra được thôi. 5 con các bạn. Rồi, tháo được 5 con ra rồi. Đây nó có mấy cái ngàm này. Ngàm này, chắc mình phải tách ra ra. Đó, tách nó ra. Rồi, chỗ này cầm rút lên này. Rồi, ra rồi. Đây. Đây là cái mạch tiếp xúc của nó đây. Hai nút nhấn này. Còn đây là cái núm xoay và cái chỗ phần núm xoay và cái mạch tiếp xúc của nó đây. Mình thấy nó bỏ nó xuống này. Đây cho bác gần gần lại cho các nhìn thấy. Thì em thấy là nó được dán cái lớp 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 đồng ấy. Trông khá là hiện tại trông khá là sáng, nhưng mà có thể sau một thời gian nào đó thì nó sẽ bị mờ đi thôi. Nó sẽ bị bẩn. Thì khi đó khi các bác tháo ra các bác vệ sinh nó thì nó sẽ lại ngon lại thôi. Nhiều khi nó tiếp xúc không tốt thôi mà. Thế là cái màn hình của nó đây. Như thế này thì mình vẫn có thể lắp pin vào được. Thử xem nào. Hiện tại thì không có cái núm xoay nào cả. Nhưng
mình phải phải nó ở đây. Đây đây là cái phần trên, phần cái núm này, cái núm xoay này cũng khá là tốt, trông khá là ngon đó. Hai cái nút này, đây là cái màn hình, cái kính bảo vệ màn hình, nó có lỏng các bác ạ, nó không liền, nó có thể tháo ra được đó. Thôi rồi, nó không quan trọng vậy, lắp nó lại thôi, quan trọng là mình xem cái mạch của nó ok không thôi. Rồi thế thôi, cái phần lắp lại thì khỏi cần quay nữa, tại vì nó cũng dễ thôi mà. Khá là ngon các bạn, mạch khá ngon, quan trọng là phần này mạch khá ngon, hy vọng là em sẽ dùng nó lâu được. Cái con kia, cái con cũ của em dùng mấy năm, phải 4-5 năm mà giờ nó hỏng rồi nên phải mua con này. Rồi, con này thì cực kỳ là nhỏ gọn cực luôn đấy, cầm trong lòng bàn tay luôn, nhỏ dễ mang đi. Mỗi tội là cái khi mà đo dòng thì hơi khó thôi. Đây cái phần đèn led của nó này, nó lòi ra một tí. Rồi, ok. Rồi, chào các bác.